Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Truyền thông quốc tế vừa đưa tin nóng, chiến đấu cơ F-16 Ukraine đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của Nga trong xung đột Đông Âu. Các thông tin này còn cho biết rõ, tiêm kích F-16 Ukraine hạ mục tiêu bằng tên lửa AIM-9X Sidewinder tiên tiến. Tuy nhiên cả Nga và Ukraine đều chưa lên tiếng chính thức về thông tin này. Nếu thông tin này được xác thực thì đây sẽ là mốc mới trong xung đột tại Đông Âu, chứng minh năng lực ngày càng tăng của không quân Ukraine nhờ sự hỗ trợ liên tục của NATO về vũ khí tiên tiến và đào tạo phi công. Bên cạnh đó, quân đội Ukraine đã phá hủy một đoàn xe bọc thép Nga đang nỗ lực tạo ra bước đột phá ở khu vực Kursk do họ kiểm soát. Nhà báo Ukraine, ông Yuri Butusov, đã đăng tải đoạn video về cuộc giao tranh trên và thu hút sự quan tâm lớn. Căn cứ đoạn video, một đoàn xe thiết giáp Nga đang tiến về phía bên cánh trái của nhóm quân Ukraine đã chuẩn bị sẵn thế trận phục kích, sau đó phương tiện bị chặn lại bởi hỏa lực xe tăng. Kết quả của cuộc tấn công nói trên, xe bọc thép Uran, xe thiết giáp chở quân BTR-80, xe UAZ-452 và một xe tăng có lưới quét mìn phía trước đã bị phá hủy. Vị trí diễn ra trận đánh nói trên được định vị địa lý nằm ngay trên đường cao tốc Rinsk, Korenevo, Sutra, cách khu vực Onhipka 5 km về phía nam. Các phương tiện thiết giáp Nga theo nhận định đang được di chuyển tới các khu định cư Zelenyslia và Novoy nhằm phát triển bước đột phá bằng cách xuyên thủng phòng thủ của quân đội Ukraine. Dự án phân tích Deep State của Ukraine báo cáo rằng quân đội Nga đã tiến về phía các khu định cư nói trên nhưng đã chịu thiệt hại. Tuy nhiên, các nhà quan sát lưu ý, mặc dù những nỗ lực đầu tiên đã đạt được thành công về mặt chiến thuật, nhưng hiện tại đợt tấn công của Ukraine đã bị bẻ gãy hoàn toàn. Nguyên nhân dẫn đến cuộc tấn công thành công của Nga trong vài ngày gần đây là do việc hình thành một nhóm tác chiến mạnh cũng như mức độ phối hợp ở mức cực kỳ thấp của quân đội Ukraine. Trang Deep State nêu rõ, đặc biệt do sự tham gia của một số lượng lớn các đơn vị cấp đại đội và tiểu đoàn từ nhiều lữ đoàn khác nhau trong chiến dịch cất dẫn đến việc ảnh hưởng tiêu cực tới cấp độ tổ chức phòng thủ. Dù vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói lực lượng Kiev đã kiên cường phòng thủ trong khi quân Nga cố gắng đột phá qua các phòng tuyến của họ ở vùng cất trong nhiều ngày qua ông Zelensky cho biết trên X sau khi họp với chỉ huy cấp cao của Ukraine. Quân đội Nga đã cố gắng đột phá qua phòng tuyến của chúng tôi ở vùng Kursk. Những binh sĩ của chúng tôi vẫn đang giữ vững vị trí và phản công. Tuy nhiên, bước tiến công của Kiev hiện nay đang bị đình trệ. Nga hồi gần đây cho biết họ đã giành lại được một số khu định cư. Cùng lúc đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết trên Facebook cho biết chiến dịch Kursk của Ukraine vẫn đang diễn ra và lực lượng Nga tiếp tục tấn công lực lượng Kiev trên lãnh thổ Nga bằng bom dẫn đường. Đội tàu chở dầu bóng tối của Nga đang vận chuyển 70% lượng dầu bằng đường biển, bất chấp lệnh trừng phạt từ phương Tây nhằm hạn chế doanh thu năng lượng ở Moscow. Theo báo cáo từ Trường Kinh tế Kiev, KSE, sản lượng dầu của Nga được vận chuyển bằng tàu chở dầu, vốn bảo dưỡng với chất lượng kém và không có bảo hiểm đầy đủ, tăng gần gấp đôi trong vòng một năm qua, lên mức 4,1 triệu thùng một ngày. Những phát hiện này nhấn mạnh khó khăn trồng chất mà đồng minh phương Tây của Ukraine phải đối mặt trong nỗ lực cô lập nền kinh tế của Nga buộc Moscow chấm dứt cuộc xung đột quân sự ở Ukraine. Hồi tháng 12 năm 2022, Vương quốc Anh cùng các nước G7, Australia và EU áp đặt mức giá trần 60 đô la Mỹ một thùng để hạn chế công ty phương Tây vận chuyển dầu thô của Nga. Động thái của phương Tây được xem là sự thỏa hiệp giữa lo ngại lệnh cấm vận hoàn toàn có thể dẫn đến giá dầu tăng vọt và gây ra cú sốc giá dầu toàn cầu. Tuy nhiên, Nga nhanh chóng tìm ra giải pháp tạm thời bằng cách sử dụng đội tàu chở dầu cũ, không rõ chủ sở hữu, cho phép bán với giá cao hơn giá trần. Báo cáo của KSE ước tính, Nga đầu tư ít nhất 10 tỷ đô la Mỹ vào đội tàu này kể từ đầu năm 2022. Chiến lược này làm giảm đáng kể đòn bẩy trừng phạt của các nước phương Tây. Theo dịch vụ thông tin hàng hải, Lloyd's List Intelligence có hơn 630 tàu chở dầu, trong đó có một số tàu hơn 20 năm tuổi tham gia vận chuyển dầu của Nga. Thời gian qua, chính phủ phương Tây luôn cố gắng tìm cách ngăn chặn hạm đội bóng tối của Nga. Hồi tháng 9, Vương quốc Anh công bố lệnh trừng phạt đối với 10 tàu chở dầu nghi ngờ thuộc quyền sở hữu của Moscow. KSE cũng kêu gọi áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với dầu mỏ của Nga và cảnh báo đội tàu ngầm không được bảo hiểm của Nga có thể gây ra thảm họa môi trường ở vùng biển châu Âu. Phần lớn dầu mỏ của Nga được vận chuyển qua tuyến đường vận tải quốc tế, bao gồm biển Baltic và eo biển Gibraltar. Theo Defense Express đưa tin gần đây, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh lực lượng phòng không sử dụng hệ thống Patriot để đánh chặn một tên lửa siêu thanh Kinza của Nga ở thành phố Kiev. Về sự việc, phía Ukraine cho biết hệ thống Patriot đã ngăn chặn thành công tên lửa Kinza. Các mảnh vỡ của tên lửa sau đó đã rơi xuống ba quận Solomiansky, Sepchenkivsky và Holosivsky. Vụ việc đã làm hư hại một số phương tiện giao thông, mái nhà một tòa chung cư và một khu chợ, nhưng không có thương vong về người được ghi nhận. Tuy nhiên, theo báo cáo của Viện Kinh tế Kien, Đức, dù hệ thống Patriot có thể ngăn chặn tên lửa Kinza của Nga, nhưng phương pháp này rất tốn kém. Ngoài ra, hiệu quả thực chiến của các tổ hợp này cũng không thực sự ấn tượng khi chỉ có thể đánh chặn khoảng 30% mục tiêu trên không. Cụ thể, hệ thống Patriot ở Ukraine đã bắn hạ 50% tổng số tên lửa hành trình Kalibr. 22% tên lửa hành trình KH59, 69, 4% tên lửa đạn đạo Iskander M, 0,6% tên lửa phòng không S300, 400 khi tấn công mặt đất và 0,55% tên lửa siêu thanh KH22. Thực tế Patriot là sản phẩm từ thời chiến tranh lạnh do tập đoàn Raytheon của Mỹ phát triển với mục tiêu tạo ra vũ khí phòng không đa dụng và là đối trọng với họ tên lửa phòng không S300 của Liên Xô trước đây và Nga hiện tại. Với sự lớn mạnh và mở rộng của khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, tổ hợp tên lửa Patriot đã nhanh chóng trở thành một trong những vũ khí phòng không phổ biến của khối quân sự này và các quốc gia đồng minh. Nó đã trải qua nhiều lần nâng cấp lớn với những biến thể phổ biến như PAC2 và PAC3, trong đó biến thể PAC3 nổi tiếng với khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung của đối phương. Patriot hiện là một thành phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa chiến trường BMD của Mỹ. Tuy nhiên, phương thức này không phải không có nhược điểm, để đánh chặn thành công, tổ hợp Patriot cần phát hiện sớm các vụ phóng. Tên lửa tấn công của đối phương sẽ được hệ thống radar giám sát theo dõi chặt, tính toán quỹ đạo bay của đầu đạn và lựa chọn thời điểm vàng để phóng đạn tên lửa đánh chặn. Thông thường, khi tên lửa đối phương bay trong khí quyển ma sát với không khí khiến lớp vỏ ngoài có nhiệt độ rất cao và bộc lộ tín hiệu nhiệt hồng ngoại mạnh mẽ, chính vì thế các đạn tên lửa đánh chặn của tổ hợp Patriot được trang bị hệ thống cảm biến nhiệt cực nhạy để bám bắt và tấn công chính xác mục tiêu. Trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất, các tổ hợp Patriot của Israel, đồng minh thân cận của Mỹ tại Trung Đông, đã mất dấu các đầu đạn tên lửa Scud của Iraq phóng tới. Nguyên nhân sau đó được chỉ ra là do đầu đạn tên lửa Iraq nguội đi quá nhanh trong khí quyển, khiến hệ thống sụp xạo quang hồng ngoại của Patriot mất dấu mục tiêu. Sau vụ việc này, Israel đã tập trung vào phát triển tổ hợp tên lửa đánh chặn tên lửa nội địa ở Rào. Mới đây, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết quốc gia này sẽ bảo vệ biên giới phía đông bất chấp mọi chỉ trích từ Liên minh châu Âu. Thủ tướng Tusk nhấn mạnh an ninh biên giới phía đông sẽ không phải là chủ đề đàm phán. Đó là nhiệm vụ phải thực hiện và chính phủ Ba Lan sẽ thực hiện nhiệm vụ này. Ông cũng nhấn mạnh Ba Lan có quyền và nghĩa vụ bảo vệ biên giới nước này và châu Âu. Một chính sách biên giới cứng rắn cũng là một phần trong nỗ lực của Thủ tướng Tusk nhằm đảm bảo rằng đảng liên minh của ông sẽ ở vị trí dẫn đầu để giành chiến thắng cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Các cử tri Ba Lan ngày càng hoài nghi về việc tiếp nhận người di cư, đặc biệt là từ các quốc gia ngoài châu Âu. Trong 3 năm qua, Ba Lan đã chứng kiến hàng nghìn người cố gắng vượt biên qua nước này và Belarus. Chính quyền Ba Lan cũng gọi chiến thuật vũ khí hóa vấn đề di cư của Belarus là một cách gây hại cho EU. Thủ tướng Ba Lan cho biết ít nhất 26.000 người, chủ yếu từ Trung Đông và châu Phi, đã vượt biên từ Belarus chỉ trong năm nay. Điều này cũng gián tiếp thúc đẩy Đức áp đặt các hạn chế biên giới nhằm ngăn chặn dòng di cư hướng về phía Tây sau khi vượt biên vào EU. Ủy ban châu Âu đã phản hồi đề xuất của Thủ tướng Ba Lan vào cuối tuần về việc đình chỉ một phần quyền tị nạn cho những người di cư bất hợp pháp sau khi số lượng người di cư vượt biên giới vào Ba Lan từ Belarus tăng đột biến trong năm nay. Một đại diện của Ủy ban châu Âu cho biết điều này đe dọa vi phạm nghĩa vụ của quốc gia trong lĩnh vực nhân quyền. Báo giới châu Âu cũng đưa tin các nhóm nhân quyền tại Ba Lan cũng chỉ trích bình luận của Thủ tướng Ba Lan và cho rằng đã vi phạm công ước Geneva, công ước về nhân quyền và nhiều điều luật khác. Di cư là một vấn đề chính trị ngày càng nghiêm trọng và là một trong những lý do khiến sự ủng hộ dành cho các đảng cực hữu hoặc dân túy trên khắp châu Âu tăng mạnh. Các đảng này cáo buộc cách tiếp cận truyền thống của khối này đã để ngỏ cánh cửa cho những người lạm dụng hệ thống. Theo các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu, cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU tại Hội đồng châu Âu trong tuần này có thể được sử dụng để thảo luận và xác định các loại rủi ro mới liên quan về vấn đề di cư. Tiếp đó sẽ thảo luận về các giải pháp ở mức độ trên toàn EU. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte cho biết việc bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân thường niên Steadfast Noon của Liên minh này trong thời gian gần đây là động thái cho một màn phô diễn sức mạnh gian đe của khối này trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa qua nhắc nhiều đến vũ khí hạt nhân chiến thuật. Theo các quan chức NATO, cuộc tập trận năm nay được Bỉ và Hà Lan tổ chức trong 60 máy bay chiến đấu đến từ 13 nước tham gia, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35A và oanh tạc cơ B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật. Khoảng 2.000 binh sĩ từ 8 căn cứ ở các nước thành viên NATO sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài 2 tuần này. Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố răn đe hạt nhân là hòn đá tảng đối với an ninh của Liên minh. Steadfast Noon là cuộc kiểm tra quan trọng đối với năng lực răn đe hạt nhân của Liên minh đồng thời gửi thông điệp rõ ràng đến mọi đối thủ rằng NATO sẽ bảo vệ mọi đồng minh. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, dưới điều kiện của một cuộc xung đột trong bối cảnh giao tranh tại Ukraine, những cuộc tập trận như vậy chỉ dẫn đến căng thẳng ngày càng gia tăng. Ông Peskov cũng cho rằng Nga không thể đàm phán hạt nhân chiến thuật với Mỹ vì các cường quốc hạt nhân phương Tây đang tham gia vào cuộc xung đột chống lại Nga cũng như bất kỳ cuộc đàm phán an ninh nào cũng cần phải có phạm vi rộng hơn. Trước những lo ngại từ giới chức NATO về mối đe dọa quân sự từ Nga, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Nga chưa bao giờ dịch chuyển hạ tầng quân sự hướng về phía Tây mà thực tế diễn ra theo hướng NATO đưa vũ khí tới gần Nga. Ông Peskov cho rằng sự can dự của phương Tây vào xung đột ở Ukraine là nguyên nhân Moscow, Washington chưa thể nối lại đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến thuật. Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý, vì các cường quốc hạt nhân như Mỹ, Anh, Pháp đang tham gia gián tiếp và trực tiếp trong một cuộc xung đột chống lại Nga. Nếu có đối thoại về kiểm soát hạt nhân chiến thuật, các bên phải chấp nhận đối thoại thêm về các phương diện an ninh khác. Các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu EU vừa qua thông báo phê chuẩn lệnh trừng phạt đối với 7 thực thể, trong đó có hãng hàng không Iran Air và 7 cá nhân Iran trong đó có Thứ trưởng Quốc phòng cs Hamze Galandari và các quan chức cấp cao lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Mỹ cùng các cường quốc hàng đầu châu Âu là Anh, Pháp và Đức đã áp đặt các lệnh trừng phạt tương tự hồi tháng trước với cáo buộc Iran chuyển giao tên lửa cho Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hoan nghênh việc toàn bộ khối áp dụng lệnh trừng phạt Iran, thêm rằng cần phải có nhiều biện pháp trừng phạt hơn nữa. Bà viết trên mạng xã hội X, Việc chính quyền Iran ủng hộ hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine là không thể chấp nhận được và phải chấm dứt. Hai hãng hàng không khác của Iran là Saha Airlines và Mahane cũng bị EU áp lệnh trừng phạt, trong khi hai công ty khác bị cáo buộc chuyển giao và cung cấp máy bay không người lái UAV do Iran sản xuất cùng các bộ phận và công nghệ liên quan cho Nga thông qua mạng lưới xuyên quốc gia. Hồi tháng 9, các nguồn tin tình báo Mỹ cho hay Iran đã gửi 200 tên lửa đạn đạo tới Nga và Washington đã thông báo cho các đồng minh về động thái này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sin Savet cho biết, Chúng tôi đã cảnh báo về mối quan hệ đối tác an ninh ngày càng sâu sắc giữa Nga và Iran kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát và rất lo ngại về những báo cáo này. Chúng tôi và các đối tác đã nêu rõ tại hội nghị thượng đỉnh G7 và NATO rằng chúng tôi sẽ cùng nhau đưa ra những biện pháp trừng phạt đáng kể. Việc chuyển giao tên lửa cho Nga cho thấy Iran ủng hộ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Mặc dù Iran đã cung cấp UAV cho Nga trong hai năm qua, nhưng Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns nói rằng việc Iran cung cấp tên lửa cho Nga sẽ đánh dấu một sự nâng cấp mạnh mẽ trong quan hệ quân sự Nga-Iran. Tuy nhiên, ngay sau khi đưa tin Iran chuyển giao tên lửa đạn đạo để Nga sử dụng trong xung đột ở Ukraine, người phát ngôn của Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc ở New York khẳng định Iran không tham gia vào các hành động như vậy, nhưng cũng kêu gọi các quốc gia khác ngừng cung cấp vũ khí cho các bên tham gia vào cuộc xung đột. Dù vậy, phát biểu với truyền thông Iran, nghị sĩ Ahmad Bakhshayesh Adestani, thành viên Ủy ban Chính sách và Đối ngoại Iran, xác nhận nước này đang gửi tên lửa đại đạo cho Nga để đổi lấy đậu nành và lúa mì. Được biết, Iran đang chịu lệnh trừng phạt nặng nề từ phương Tây, hạn chế khả năng tiếp cận các ngoại tiền tệ mạnh, buộc Iran phải đổi hàng hóa lấy lương thực và nhiên liệu. Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin vừa qua nói với Reuters, tôi đã nhận được thông tin tình báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil vào tháng 11. Tôi muốn nhắc lại rằng chính quyền Brazil, với tư cách quốc gia thành viên của quy chế Rome, có nghĩa vụ phải bắt Tổng thống Putin nếu ông ấy tới nước này. Kostin bày tỏ hy vọng Brazil, quốc gia thành viên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, sẽ thực thi lệnh bắt theo lệnh của tòa để tái khẳng định vị thế của mình là một nền dân chủ và một quốc gia tuân thủ pháp luật. Tổng công tố Ukraine nói, đề cập đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Điều quan trọng là cộng đồng quốc tế phải đoàn kết và buộc ông Putin phải chịu trách nhiệm. Brazil đã gửi lời mời Tổng thống Putin dự hội nghị diễn ra từ ngày 18 đến 19 tháng 11 tại Rio de Janeiro, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo Nga sẽ tham dự, hai quan chức Brazil cho biết. Bất chấp lệnh bắt của ICC, Tổng thống Putin có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ vào tháng 9 vừa qua. Tháng 3 năm ngoái, ICC đã phát lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin và ủy viên của Tổng thống Nga về quyền trẻ em Maria Lvova-Belova với cáo buộc trục xuất bất hợp pháp trẻ em và di chuyển bất hợp pháp trẻ em từ lãnh thổ Ukraine sang Nga. Nga coi lệnh bắt giữ của ICC với Tổng thống Putin là vô hiệu và không thể chấp nhận được. Nga đã ký Quy chế Rome về ICC vào năm 2000 nhưng chưa bao giờ phê chuẩn để trở thành thành viên của ICC và cuối cùng rút lại việc ký kết vào năm 2016. Về lý thuyết, 123 quốc gia thành viên ICC có nghĩa vụ thực thi lệnh bắt giữ nếu Tổng thống Putin đặt chân lên lãnh thổ những nước này. Tuy nhiên việc thực thi hay không tùy thuộc vào mỗi quốc gia với những lý do khác nhau. Chuyến thăm Mông Cổ vừa qua là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin đến một quốc gia thành viên ICC kể từ khi tòa án này phát lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho biết Tổng thống Putin không lo ngại Mông Cổ có thể bắt giữ ông theo lệnh của ICC trong khi trước đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cũng kêu gọi Mông Cổ hoàn thành nghĩa vụ theo quy chế Rome, bắt giữ Tổng thống Putin khi ông đến thăm. Đài truyền hình nhà nước Israel Khan cho biết, Iran sẽ khép lại đợt căng thẳng mới nhất với Israel nếu Israel giới hạn các cuộc tấn công của nước này bằng mục tiêu cụ thể. Phía Iran tuyên bố không trả đũa Israel trong trường hợp nước này tấn công vào mục tiêu cụ thể nhằm trả đũa cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo gần đây của Tehran. Đầu tháng 10, quân đội Israel thông báo phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ Iran nhằm vào nước này. Còi báo động vang lên khắp miền Trung và miền Nam Israel. Bộ Quốc phòng Israel ước tính Iran phóng hơn 180 tên lửa đạn đạo nhằm vào nước này, trong khi Lầu Năm Góc nói rằng Tehran khai hỏa gần 200 quả đạn. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố 90% tên lửa mà lực lượng này phóng vào Israel thời điểm đó đều trúng mục tiêu. Tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước Iran khẳng định cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ không quân và radar cũng như bộ máy an ninh có kế hoạch ám sát các nhân vật cấp cao của Hamas và Hezbollah. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định, Iran có quyền tự vệ theo các quy định quốc tế. Đài truyền hình Iran cũng chiếu cảnh quay tên lửa được phóng trong đêm từ các địa điểm không xác định ở Iran. Theo Times of Israel, dù hàng trăm tên lửa phóng vào Israel, chỉ có hai người bị thương nhẹ do mảnh đạn ở Tel Aviv. Một người đàn ông Palestine tử vong do mảnh đạn gần Jericho. Nhiều địa điểm trúng tên lửa được ghi nhận trên khắp Israel nhiều video và hình ảnh lan truyền trên các mạng xã hội. Tuy nhiên, phía Israel không công bố các địa điểm chính xác cũng như thiệt hại do tên lửa gây ra. Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian nhấn mạnh, chính phủ của nước này không muốn xảy ra xung đột với Israel nhưng kiên quyết đối đầu với mọi mối đe dọa. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng xác nhận, họ tập kích vào Israel nhằm mục đích báo thù cho cái chết của thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh và chuẩn tướng IRGC Abbas Nifodosan. Chuẩn tướng Nifodosan và thủ lĩnh Nasrallah thiệt mạng tại thủ đô Beirut của Liban trong một trận không kích của Israel. Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran, Iran vào cuối tháng 7. Theo nhận định của bà Sima giám đốc chương trình nghiên cứu Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia INSS có trụ sở tại Israel Iran từ lâu đã coi Liban là một phần quan trọng trong chiến lược khu vực của mình đặc biệt thông qua việc hỗ trợ phong trào hezbollah tuy nhiên những biến động mới đây đã đặt Iran vào tình thế khó khăn khi các hoạt động quân sự gia tăng cùng với sự gia tăng căng thẳng khu vực đặc biệt các vụ ám sát những lãnh đạo cấp cao của hezbollah bao gồm cả thủ lĩnh của nhóm ông hassan nasrallah đã làm lung lay ảnh hưởng của Iran tại Liban cuộc tấn công mạnh mẽ của israel và sự khủng hoảng trong nội bộ hezbollah càng khiến vị thế của iran bị thách thức hơn bao giờ hết Việc lực lượng phòng vệ Israel IDF liên tục tấn công các cơ sở vũ khí của Hezbollah kết hợp với việc di rời hơn 1 triệu cư dân khỏi miền Nam Liban đã làm suy yếu đáng kể vị thế của Hezbollah. Đây là lần đầu tiên nhóm này và cả Iran đứng trước nguy cơ mất đi tầm ảnh hưởng ở Liban. Những vụ ám sát quan trọng như thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah và chỉ huy Ismail Haniyeh của Hamas đã khiến Iran phải cân nhắc nghiêm túc việc thay đổi chiến lược. Trong bối cảnh này, Iran đã quyết định thực hiện một cuộc tấn công mạnh mẽ vào Israel bằng việc phóng gần 200 tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu quan trọng gần Tel Aviv. Động thái này được xem là sự trả đũa cho những vụ ám sát lãnh đạo và cũng nhằm tái khẳng định khả năng răn đe của Iran trong khu vực. Chuyên gia Sai cũng lưu ý, cùng với biện pháp quân sự, Iran cũng không quên sử dụng đòn bẩy ngoại giao để nỗ lực kiểm soát tình hình ở Liban. Cách đây ít hôm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Arachi đã tới Beirut để gặp Thủ tướng Liban Najib Mikati và Chủ tịch Quốc hội nước này Nabi Beri. Những cuộc gặp này nhằm mục đích đảm bảo rằng Hezbollah vẫn nhận được sự hỗ trợ của Iran, đồng thời ngăn chặn các thế lực khác trong khu vực, lợi dụng tình hình để gây ảnh hưởng xấu đến lợi ích của Tehran. Chuyến thăm của ông Arachi đến Beirut, sau đó là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Galibab là minh chứng cho sự nỗ lực của Iran trong việc tái khẳng định vị thế tại Liban. Những nỗ lực ngoại giao này còn nhằm mục đích kiềm chế tình hình và tìm cách duy trì ảnh hưởng lâu dài của Iran tại Liban. Tuy nhiên, Iran cũng phải đối mặt với một số thách thức trong việc duy trì ảnh hưởng của mình ở Liban. Ngoài thách thức quân sự, Iran còn phải đối mặt với áp lực từ các lực lượng bên ngoài và chính quyền Liban. Những lời kêu gọi ngừng liên kết cuộc xung đột ở Gaza với Liban cũng đã đặt Hezbollah và Iran vào tình thế khó xử. Hezbollah vốn từng là lực lượng thân Iran quan trọng giúp Tehran duy trì vị thế tại Liban, giờ đây bị yếu đi đáng kể, làm suy giảm khả năng của Iran trong việc duy trì sự hiện diện mạnh mẽ tại đây những mất mát về nhân sự bao gồm cả tướng Niforosan phó chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran irgc đã làm giảm khả năng kiểm soát và quản lý mối quan hệ với hezbollah điều này tạo ra một thực tế mới khi iran phải thích nghi với việc hezbollah không còn đủ mạnh để đóng vai trò như trước trong việc gian đe israel tóm lại trước bối cảnh trên iran đang phải điều chỉnh chiến lược của mình để phù hợp với tình hình mới mặc dù gặp nhiều thách thức tehran vẫn quyết tâm duy trì sức ảnh hưởng tại liban bằng cách kết hợp cả biện pháp quân sự và ngoại giao. Tuy nhiên, việc Hezbollah yếu đi không chỉ ảnh hưởng đến Iran mà còn làm tổn hại khả năng gian đe của họ đối với Israel. Theo tờ Jerusalem Post, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arakchi trong một cuộc họp tại Oman tuyên bố rằng Iran đã đình chỉ các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ. Lý do được đưa ra là do căng thẳng gia tăng tại khu vực, đặc biệt liên quan đến Israel. Ông Arakchi nhấn mạnh rằng Hiện tại, không có cơ sở nào để tiếp tục các cuộc đối thoại này, ít nhất là cho đến khi tình hình được cải thiện. Oman, quốc gia trung lập trong khu vực, từ lâu đã đóng vai trò cầu nối trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ. Ngoại trưởng Arachi đánh giá cao nỗ lực trung gian của Oman, đánh giá rằng quốc gia này luôn đóng góp tích cực vào việc giải quyết các vấn đề khu vực. Tuy nhiên, ông Arachi nhấn mạnh, Iran không muốn tiếp tục đối thoại trong bối cảnh các cuộc xung đột hiện tại có thể dẫn đến những hành động quân sự. Ngoại trưởng Iran Arachi nêu rõ dù Tehran không muốn xung đột, nhưng Iran đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với các tình huống xấu nhất. Quan điểm của Iran là ưu tiên ngoại giao, nhưng họ sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực nếu cần thiết, đặc biệt khi đối mặt với mối đe dọa từ Israel. Trong khi Iran đang tạm dừng đối thoại gián tiếp với Mỹ, Israel đã chuẩn bị các biện pháp quân sự nhằm đáp trả vụ tấn công tên lửa của Tehran hồi đầu tháng này. Theo thông tin từ tờ Washington Post, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bắn tín hiệu với tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel đã sẵn sàng tấn công các mục tiêu quân sự của Tehran. Tuy nhiên, ông Netanyahu cũng khẳng định các mục tiêu này không bao gồm cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ của Iran mà chỉ tập trung vào các hạ tầng quân sự. Động thái trên từ Israel cho thấy sự thận trọng của nước này trong việc không để hành động quân sự ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hiểu rõ rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào Iran lúc này đều có thể gây ra phản ứng chính trị nhạy cảm tại Mỹ đặc biệt trong bối cảnh chiến dịch bầu cử năm 2024 đang bước vào giai đoạn quan trọng. Theo các nguồn tin từ Washington Post, quyết định của Thủ tướng Netanyahu được cho là nguyên nhân dẫn đến việc Mỹ gửi hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh mẽ tới Israel. Đây là một động thái giúp Israel chuẩn bị sẵn sàng trước khả năng xảy ra cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Iran. Israel đã liên tục bị Iran và các lực lượng thân nước này như Hezbollah và Hamas tấn công trong thời gian qua. Để đối phó, Thủ tướng Netanyahu đã triệu tập các cuộc họp an ninh khẩn cấp nhằm cân nhắc phạm vi và hình thức tấn công trả đũa. Chính quyền Israel hiện đang xem xét mọi khả năng, từ các cuộc tấn công nhỏ lẻ đến một chiến dịch quân sự lớn hơn nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Iran. Mặc dù Mỹ không trực tiếp can thiệp vào các cuộc xung đột hiện tại giữa Israel và Iran, nhưng Washington vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh cho Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố công khai rằng ông không ủng hộ một cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, việc triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa cho Israel là dấu hiệu cho thấy Mỹ vẫn sẵn sàng hỗ trợ đồng minh trong trường hợp cần thiết. Ngày 14 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi đã gặp ông Mohammed Abdel Salam, quan chức cấp cao của phong trào Houthi tại thủ đô Muscat của Oman. Bộ Ngoại giao Iran đã công bố hình ảnh hai quan chức hội đàm trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Abbas Arachi tới thủ đô Oman. Đây là chuyến đi mới nhất trong lịch trình công du ngoại giao tại khu vực của ông Arachi sau khi Israel tuyên bố trả đũa cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào nhà nước Do Thái ngày 1 tháng 10. Vào ngày 1 tháng 10, Tehran đã phóng hàng trăm tên lửa vào Israel cho rằng đây là hành động đáp trả việc Tel Aviv sát hại các thủ lĩnh phiến quân thân Iran trong khu vực và tướng lĩnh thuộc vệ binh cách mạng Iran. Israel sau đó cam kết sẽ tiến hành đáp trả phong trào houthi ở yemen cùng với nhóm hamas tại gaza và hezbollah là một phần trong trục kháng chiến của iran gồm các nhóm vũ trang chống lại israel chuyến thăm muscat của ông arachi diễn ra sau chuyến công dubada trước đó ông arachi đã đến qatar và ả rập xê út thảo luận việc thiết lập lệnh ngừng bắn tại liban và gaza cũng như tìm cách kiềm chế xung đột lan rộng ra toàn khu vực bên cạnh đó ông arachi nhấn mạnh Iran hoàn toàn sẵn sàng cho tình huống xảy ra giao tranh, nhưng chúng tôi chỉ muốn hòa bình. Cách đây ít hôm, hãng tin CNN dẫn các nguồn tin thân cận cho hay Iran đang gấp gáp triển khai các hoạt động ngoại giao trong khu vực nhằm đối phó với khả năng bị Israel tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở hạt nhân và dầu khí. Theo nguồn tin, nước Cộng hòa Hồi giáo hiện không chắc chắn về khả năng của Mỹ có thể thuyết phục được Israel kiềm chế các đòn trả đũa táo bạo nói trên hay không, trong khi phong trào Hezbollah cũng như chính phủ Liban đang phản ứng yếu ớt trước chiến dịch tấn công của Israel tại đây. Sau vụ tấn công tên lửa ồ ạt của Iran vào hôm 1 tháng 10, Israel nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ, đồng thời tăng cường tấn công vào Liban nhằm cô lập thêm Tehran về mặt quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nhấn mạnh cuộc tấn công trả đũa sẽ chính xác và bất ngờ. Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi tuyên bố Tehran sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động phòng thủ mạnh mẽ hơn nếu Israel trả đũa vụ tấn công tên lửa gần đây của Iran. Trong thư gửi các bộ trưởng ngoại giao khác, ông Arachi khẳng định Iran hoàn toàn sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động xâm lược nào. Ông Arachi cho rằng cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10 là phù hợp với quyền tự vệ theo luật pháp quốc tế theo tờ telegraph của anh cuộc tấn công trên bộ của israel và liban đã gây ra một tình huống bất ngờ hezbollah lực lượng nổi tiếng với khả năng phòng thủ kiên cường dường như đã không phản kháng mạnh mẽ điều này đã khiến nhiều chuyên gia và nhà quan sát quân sự đặt câu hỏi tại sao hezbollah lại không đối đầu quyết liệt với quân đội israel trong chiến dịch này sau đây là ba lý do chính giải thích cho động thái này thứ nhất những đợt tấn công trước đó của israel đã làm suy yếu hezbollah theo nhiều nguồn tin từ Israel và các tổ chức nghiên cứu như Viện nghiên cứu chiến tranh ISWQ có trụ sở tại Mỹ, một trong những lý do chính khiến Hezbollah không thể phòng thủ hiệu quả là vì các cuộc không kích và tấn công trước đó của Israel đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho lực lượng này. Trước cuộc tấn công trên bộ, Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công cả bí mật và công khai kéo dài trong nhiều tháng. Những cuộc tấn công này đã đẩy lùi các đơn vị của Hezbollah về phía bắc Liban. ISV lưu ý rằng các đợt không kích của Israel không chỉ phá hủy cơ sở hạ tầng và kho vũ khí của Hezbollah ở miền nam Liban mà còn gây rối loạn nghiêm trọng cho các hoạt động lãnh đạo chỉ huy về quân sự của phong trào này. Các báo cáo cho thấy nhiều chỉ huy của Hezbollah, đặc biệt là cấp trung, đã phải di tản sang các quốc gia khác như Syria và Iraq, kéo theo cả gia đình của họ để tránh thương vong. Việc mất đi những chỉ huy này khiến Hezbollah gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động quân sự và tổ chức phòng thủ chặt chẽ, dẫn đến sự kháng cự yếu ớt trước cuộc tấn công của Israel. Thứ hai, tổn thất nhân sự và lãnh đạo của Hezbollah. Một yếu tố khác làm suy yếu khả năng phòng thủ của Hezbollah là những tổn thất nặng nề về mặt nhân sự. Trong các đợt không kích vào tháng trước, Hezbollah đã mất hàng nghìn thành viên ở Liban và Syria. Thêm vào đó, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong một cuộc không kích tại Beirut cùng với nhiều quan chức cấp cao khác của nhóm. Điều này đã khiến hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Hezbollah trở nên hỗn loạn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều phối và phòng thủ trước cuộc tấn công của Israel. Thứ ba, thiếu sự chuẩn bị cho cuộc tấn công trên bộ. Bất chấp các báo cáo rằng Hezbollah có thể chiến đấu hiệu quả ngay cả khi chỉ có các đơn vị chiến thuật độc lập, ISVK vẫn thấy ngạc nhiên về việc Hezbollah không chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc tấn công trên bộ của Israel. Trong giai đoạn đầu của chiến dịch, quân đội Israel đã phát hiện ra nhiều kho vũ khí và cơ sở hạ à tầng của Hezbollah ở miền Nam Liban bị bỏ trống điều này cho thấy các thành viên của hezbollah đã rút lui mà không thiết lập vành đai phòng thủ vững chắc có thể nói hezbollah đã không dự đoán được mức độ tấn công mãnh liệt của israel khiến lực lượng này phải thay đổi chiến lược từ phòng thủ sang tránh né để bảo toàn lực lượng các hoạt động không kích của israel đã phá hủy nhiều tuyến đường và cơ sở hạ tầng trọng yếu khiến hezbollah gặp khó khăn trong việc điều động lực lượng và duy trì nguồn tiếp tế điều này góp phần giải thích cho sự thiếu phản kháng mạnh mẽ trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công trên bộ từ israel dù hezbollah đang gặp nhiều khó khăn và tổn thất lớn không thể loại trừ khả năng phong trào này sẽ tái tổ chức và kháng cự mạnh mẽ hơn trong tương lai tuy nhiên trong ngắn hạn việc hezbollah không thể chống trả hiệu quả trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công trên bộ đã tạo ra cơ hội lớn cho quân đội israel tiến sâu vào lãnh thổ liban mà không gặp phải sự phản kháng đáng kể